Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép được xin gọi là cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến quý toàn thể anh em kích thủ gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Chúc tất cả anh em luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt nha anh em. Và tiếp theo những video và những con máy trước ha, là hôm nay cũng lên video và tiếp tục trả hàng cho anh em kích thủ tiếp theo bên em. Là hôm nay xin trả 5 đơn hàng cho 5 anh em kích thủ tiếp theo bên em ha. Thì anh em nào có tên trong cái video thì anh em chuẩn bị nhận hàng ha. Hay còn những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ em đã, những anh em đặt tiếp theo em sẽ lên video sau. Thì đơn hàng hôm nay là có 5 đơn hàng cho 5 anh em kích thủ ha. Là anh Công, khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái bộ combo là cái máy kích cá điện tử 6Q IGBT auto nguồn nước ha. Và cái một cục sạc bình hệ 12V là 8A cho anh em mình xài cái dòng sạc từ bình 120A trở lại ha. Còn đơn hàng thứ hai là của anh Hiệp ha, khách hàng ở Cần Thơ, là con máy kích cá điện tử 8 feet DP3 huyền thoại bên em. Dòng này cho anh em đánh tầm trung, là đánh vừa bộ vừa thiền được luôn nha anh em, là đánh nửa dùng nước ngọt ha, là đều đánh cá tổng hợp. Thì máy có tính năng đầy đủ ha, chống gập ngược, chống dọc vợt, chống qua tải qua dòng, chống giật cầu bóp ha, đầy đủ tính năng cho anh em mình. Còn đơn hàng thứ ba là của anh Tùng, khách hàng ở Bạc Liêu, là bộ combo máy kích cá điện tử 12 feet lớn DP3 cách ly, công nghệ mới nhất 2023 bên em, và con máy 6 feet DP3 huyền thoại, và con máy sạc bình ha, sạc bình dòng sạc 50A cho anh em sạc bình từ 200A trở lên, hoặc là anh em là trở xuống đều được ha. Chung là cái dòng sạc cao cấp nhất hiện tại bên em, thì nó có nút chỉnh đầy đủ cho anh em mình từng vào cái dòng bình luôn ha. Thì em sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em sau. Thì anh Tùng này là cái là khách quen bên em nha anh em, là anh vừa mua bên em là con máy kích cá điện tử 6 feet DP3 huyền thoại ha, anh đánh rất ưng bụng và hiệu quả, và anh sẽ và anh tiếp tục ủng hộ bên em nữa là con máy 6 nữa ha, và mua thêm con máy lớn ha cho anh đi thuyền và cái cục sạc bình đó. Và anh em khách quen là đơn hàng thứ hai của anh ha bên em. Thì anh em đánh hiệu quả thì anh em cứ tiếp tục quay lại ủng hộ, cũng chân thành cảm ơn những anh em ha. Và tiếp theo đơn hàng của anh Tý, khách hàng ở Hậu Giang, là con máy kích cá điện tử 12 feet lớn, chạy là chip 6 chế độ, công nghệ mới nhất bên em ha, cho anh em mình vừa chích được vừa thả được, nhu cầu mà thả cá tổng hợp mà nhu cầu đánh thấp nha, dùng mực nước cạn ha, công suất nhỏ ha, chung đánh công suất tầm trung cho anh em mình ha. Thì theo nhu cầu đặc biệt của anh thì nó làm anh đòi cái boy 6 chế độ, mà cái mẫu trước em đã làm á, nhưng mà giờ em đã tiến lên 5 chế bo trước là 5 chế độ ha, nhưng mà cái mẫu trước là 5 chế độ ha, nhưng cái mẫu sau này em cải tiến lên là 6 chế độ rồi, nhưng mà em vẫn cho làm cho anh có giá, cái giá bằng 5 chế độ ha. Đây là cái máy của anh đây, tinh tí khách hàng Hậu Giang, là chuyên chích một vợt nè, là chuyên có bên chế độ hạ cáp cho anh em mình luôn ha, là có chạy 6 chế độ, sẽ test video sau cho anh em mình. Còn tiếp theo là đơn hàng của anh Vũ, khách hàng ở Vĩnh Long ha, là con máy kích cá điện tử 16 feet lớn, là chạy DP3 cách ly, là công nghệ mới nhất 2023 bên em. Đây, dòng này là chuyên đến thuyền ha. Rồi, bây giờ xin test sơ lược từng bộ combo, chúng như từng con máy cho những anh em kích thủ trước ha. Chung là cái đơn hàng gọn nhất là test trước từ nhỏ đến lớn này cho anh em mình tham khảo luôn đây ha. Thì em xin phép để gọn qua một bên nha anh em, để gọn cái những sản phẩm là qua một bên nè, để anh thuận tiện về cái công việc tắt máy á, anh em mình nó dễ hơn ha, dễ thấy dễ biết. Thì hỗ trợ cho anh em mình dây cò bóp ha, kèm theo là cò bóp rồi cò tốt cho anh em mình ha. Thì cò bóp là đây, cò bóp phíp đồng nha, và cao cấp thì trên thị trường hiện tại ha. Rồi, xin phép cách con máy 8 này trước nha, tại vì nó có một mình. Rồi, xin phép gửi mấy mẫu này qua một bên, sẽ hướng dẫn và test từng con máy cho từng anh em mình nha, cho anh em mình dễ nắm ha. Thank you.
cho mang tải cũng được 1000W nha. Rồi, hay dẹp đá gọn gàng rồi gọn một bên ha. Rồi giờ xin giới thiệu sơ lược và test máy cho con máy 8 ha. Thì máy này đã test riêng cho chủ nhân máy rồi anh em. Thì trên đây thì hướng dẫn sơ lược cho anh em mình tham khảo ha. Còn anh em có yêu quý thì muốn mua máy thì cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại trên góc trên màn hình nha. Thì đây là nội thất bên trong máy ha. Đây là nội thất bên trong của con máy 8m DB3 huyền thoại bên em. Đây dòng này là chạy biến áp 4220 nổi vuông, loại tốt cho anh em mình luôn ha, loại bếp đủ nha. Đó, rồi lên kiện làm nội tốt không làm nội thường thì mới đây mặt trước máy, nội thất bên trong máy, đây em nhìn thấy ha. Thì em làm thiết kế chi tiết tỉ mỉ nha anh em. Thì máy này có chế độ auto quạt gió luôn ha, thì anh em bóp cò thì máy nó mới hoạt động, và sau khi không bóp cò nữa thì máy nó sẽ được tự động ngắt nha. Tự động ngắt gió. Rồi bây giờ xin đóng nắp máy lại rồi sau đó là test máy nha anh em, và tiếp theo là sẽ đóng gói, đóng hàng để gửi đến mấy anh về mấy anh chiến ha. Thì dòng máy này là máy tầm trung này cho anh em mình vừa đánh bộ được mà vừa đánh thiền được luôn nha anh em. Sử dụng bình 12V thì hệ 30A trở lên ha, là đánh ok cho anh em mình. Và thời gian đi nói chung mà tùy vào cái thực của người đánh nha anh em, nhớ nè, và tùy vào cái anh em đánh mặt cá như thế nào nữa ha. Thì nó dao động thì tầm 3 tới 5 tiếng ha, tùy vào cái nguồn nước, tùy vào cái thực đánh và tùy vào anh em bắt mặt cá như thế nào ha. Thì bao anh em đánh cá tổng hợp để cả cá rô phi ha. Thì hỗ trợ cho anh là dây kẹp dài 3m là kẹp đồng phíp. Đây, kẹp phíp đồng loại xịn nhất ha. Đây mặt trước máy có ghi đầy đủ tính năng. Anh em nhìn thấy ha. Thì đây là vợt nè. Cọc đen là mát. Ở dưới này là công tắc chuyển chế độ đánh lì đánh băm, tần số chỉnh mạnh yếu, heo kia đồng hồ là mạnh dần và ngược lại nha. Thì đối với anh đi thuyền thì cái này thả anh em mình thả mát thuyền, còn đi bộ thì lắp tay nghịch cọc đen cọc đỏ là thuận nha. Nói chung là có bao nhiêu cho anh em mình tham khảo ha. Còn bật qua L là đánh lì ha, bật qua chữ B là đánh băm xung trọng xung đó nè. Còn đằng sau máy thì có cọc cùng màu đây là cò bóp ghi chữ ký hiệu là CB ha. Rồi thì test sơ lược cho anh em mình nắm đây. Thì đầu tiên mình sẽ test chế độ đánh lì trước, tần số để mức thấp nhất đây ha. Đây, tần số mức thấp nhất nha anh em. Tăng giảm tần số nha. Đó, tần số maximum ha. Rồi chuyển qua đánh trộn xung nè. Rồi em đã canh theo mặc định rồi, anh em chỉ cần bật qua mình xài thôi ha, chứ không cần căn chỉnh chia rườm rà. Chung máy chích làm đơn giản cho anh em mình dễ sử dụng ha. Chứ làm rườm rà khi anh em chỉnh sai cái hiệu quả nó đi xuống, không cao ha. Rồi ok ha, thì máy đã hoạt động bình thường. Rồi xin test máy tiếp theo cho anh em kích thủ tiếp theo ha. Thì xin nói lại ha, máy này máy 8 phép DB3 huyền thoại bên em. Đó là đánh tầm trung cho anh em mình, vừa bộ vừa thiền, đánh dùng nước ngọt. Ngọt trong, ngọt đục, ngọt khỏe, ngọt nhĩ lập chắc. Ha, đánh độ sâu thì tầm 2m, 2m giữa nước là quay đầu cho anh em mình nha. Rồi, tiếp theo xin test bộ combo. Cái máy 6 phép IRBT Auto và cái cục sạc. Sạc bình 12V và dòng sạc 8A ha. Của anh Công ở thành phố Hồ Chí Minh nha.
Thì cái máy này hỗ trợ cho anh là dây cầu gấp dài 1.7 nha. Thì đối với những anh em đi bộ thì dây 1.7 là vô tư rồi, là dư, quá dư luôn rồi ha. Thì cái cục sạc này thì đơn giản lắm anh em. Thì lúc mình sạc thì có đèn báo đây nha anh, này đèn báo đây ha, chừng nào nó lúc báo đỏ là lúc đang sạc ha, chừng nào anh em nó chuyển tự động chuyển xanh là nó đầy, nó đơn giản thôi, không có gì khó ha. Đây là dây gặp nguồn, xin lỗi, đây là dây cắm nguồn nha, điện điện hai điện điện 220 điện lưới nhà nước nha anh em. Còn đây là kẹp kẹp bình nè, kẹp đỏ là cộng, anh em kẹp vô kẹp cộng, còn đen là trừ ha, đơn giản. Rồi sẵn đây test cho anh em mình đây đây, tôi thực tế luôn đi cho nó. Dễ hiểu dễ nắm ha. Đây. Thì dòng sạc này là bình sạc bình ắc quy nha anh em, chứ không phải sạc bình pin ha. Nhưng mà bình pin mình có cục sạc riêng. Thì anh em xài đúng cho nó hiệu quả nó cao, nó bền bỉ ha. Chứ mình xài sạc sai nó hiệu quả nó thấp. Thì đây là mình cắm điện nguồn vào rồi, có đèn xanh báo trên đây nha anh. Rồi mình kẹp vào cái bình ha. Đây, kẹp sạc nè. Đây, kẹp sạc nó báo đỏ ha, hoặc gió hoạt động. Đây báo đỏ ha. Đèn đỏ nè. Này mình gỡ ra nè, nên là nó xanh nha. Đây. Nó xanh nó mờ cho nên camera để xa không biết anh em thấy không à, nhưng mà ở ngoài mình thấy được nha. Thì nó báo đỏ nè, chừng nào tự động chuyển xanh là cái bình mà đã đầy rồi, lúc đó anh em là phải gỡ kẹp ra mà xài được nha. Cái dòng sạc này là sạc đầy ấn tượng nhất, anh em lỡ đi công việc này quên thì mình có thể mình không sao, không ảnh hưởng tới bình của mình ha, nó bảo vệ bình mình. Đầy nó sẽ tự động nó ngắt ngang ha. Nó không nạp điện vào nữa đó. Khác với giờ dòng sạc cơ ha. Những cục sạc cơ thì anh em phải chịu khó canh, chứ nếu không quên thì nó ảnh hưởng nguy hiểm tới bình mình lắm ha. Còn dòng sạc điện tử thì nó gọn nhẹ, với lại là nó không có phá bình ha. Rồi thì bây giờ xin test con máy Starpad DGBT. Thì trước khi test máy thì hướng dẫn sơ lược cho anh em mình nắm đây. Thì đây là cái cọc điện ra, cọc đỏ người ta thuận ha, cọc đen ta bên map. Còn nút màu vàng chỉnh trộn xung qua đánh lì ha. Anh em muốn đánh lì vặn cái nút màu vàng này hết về. Giống như cái hướng đồng hồ là hướng 5 giờ đó, vặn hết về. Là đánh lì ha, còn đánh trộn xung. Tùy vào mức anh em cảm nhận cái độ xung nhịp có thể mình đánh ha. Đó anh em mình có thể trải nghiệm thêm. Đó, còn muốn đánh lì vặn hết về. Đó, còn đánh xung cho nhanh trung chậm anh em tự trải nghiệm. Còn màu đỏ nút tần số ha, chỉnh mạnh yếu nha. Đó. Thì máy đơn giản thôi, máy đi bộ gọn gọn nhẹ. Còn đây là hai cặp cùng màu đó, cọp bóp ha. Rồi, test máy sơ lược cho anh em mình tham khảo nha. Thì cái video này nói chung cũng khá dài nha anh em, tại vì mình muốn làm chi tiết hơn cho anh em mình nắm á, chứ không phải làm ẩu được nha nè. Con ẩu thì nói chung được, nhưng mà cái anh em không hiểu rõ về cái tính năng máy mình như thế nào và con máy nó hoạt động như thế nào ha. Chúng mình làm chi tiết cho anh em mình tham khảo ha. Nói chung quay video dài cũng mệt, chứ không phải là khỏe đâu nha nè ha. Rồi mình test chế độ đánh lì trước đây ha, tần số để rất thấp nè, cho băng tải bóng 3000 lát luôn. Đây, tăng giảm tần số lên. Đó, 3000W mà nó sáng trắng luôn nha anh em ha. Các anh em thấy ha. Thì đối với dòng máy UGBT thì tải 3000W là vô tư bình thường ha. Tại vì nó đánh 3000W như vậy được mới vô đánh nước tập chất được anh em ha. Rồi đối với máy nhỏ như vậy thì anh em tải bóng 3000W là vô tư rồi ha. Rồi đến trộn xung nè, mình giảm nút màu vàng về đây đó. Thì anh em để hướng 12 giờ cũng được ha, nút màu vàng để hướng 12 giờ đã nhiều điều vậy đánh ok ha. Còn là số chỉnh anh yếu tùy vào cái mặt cá và tùy vào mặt nước ha. Anh em có thể chỉnh mức 3, mức 4 đánh trước được rồi, nếu cảm thấy nó yếu ha tăng lên, còn trong trường hợp thấy nó mạnh quá thì mình giảm lại ha, đơn giản.
thì máy có chế độ auto quạt gió luôn ha. Thì sau khi anh em không bóp cò nữa thì nó sẽ tự ngắt nha. Rồi thì máy của anh Hiệp ha đã hoạt động bình thường và test cho anh hết rồi ha. Tính năng thì đầy đủ cho anh em mình. Đó. Rồi bây giờ xin các đơn hàng tiếp theo của anh em tiếp thủ tiếp theo nha. Đây là chọn bộ combo của anh đây ha. Thì sau video sẽ gói hàng tỉ mỉ cho anh em mình, anh em chuẩn bị nhận hàng và chuẩn bị chiến thôi ha. Thì dòng này cho bây ra thị trường cũng gần đây thôi, nhưng mà anh em có đã có phản hồi lại nha anh em, có phản hồi những hình ảnh video trên có đăng trên Zalo bên em á, anh em có thể kết bạn Zalo mình tìm hiểu thêm ha. Là anh khách hàng ở Bến Tre đó, anh đánh là chung lóc chơi lương ếch nói chung là đầy đủ hết tất cả các mặt cá, nó tổng hợp theo cái cá nha anh em. Rồi thì bây giờ xin test bộ combo cho anh khách quen ha, chung là đơn hàng thứ hai của anh Tùng ha, khách hàng ở Bạc Liêu nè. Thì anh cũng vừa qua anh cũng mua mình cũng mới sáu khách gần đây thôi. Anh đánh chất lượng hiệu quả ha. Anh quyết định quay lại ủng hộ anh em thêm sản phẩm nữa ha, những sản phẩm nữa. Thì hôm nay ủng hộ bên em là ba cái sản phẩm, là con máy tiếp tục mua máy 6 phép và cho người nhà đánh ha, là mua thêm một con máy 12 phép lớn chuyên đi thuyền ha, cho nên anh muốn đánh thuyền luôn ha. Thì hôm giờ anh cũng đang dùng con máy này đánh thuyền nè anh em ha, nó vẫn đánh được mà nhưng cái độ vượt nó thấp thôi, nhưng mà em không có bán máy, em không có giới thiệu cho anh em đánh thuyền, nhưng mà anh em kẹt cảnh đó thì anh em có thể áp dụng vào đánh thuyền như anh chủ nhân này đây. Nhưng mà thì nói chung rồi nó hiệu suất của nó thì tối đa tầm 1,5-1,8 trở lại anh em, chứ không đánh sâu nữa ha. Thì tiền này cũng lấy công suất nhỏ thì nó làm việc theo cái nhỏ ha, nhưng mà hiệu quả nó vẫn đạt cho anh em mình đó. Thì nó là chuyên đi bộ ha. Rồi thì bây giờ xin test cục sạc trước đi ha. Thì mới giới thiệu cho anh em cục sạc trước và test máy test cục sạc. Thì cục sạc cái dòng sạc giờ loại chuẩn ha, là công nghệ rồi tốt nhất thị trường hiện tại bên em đây. Thì mặt trước có nút chỉnh nè, có từng dòng ampe hết, dù anh em muốn sạc bình 60 ampe trở về thì có mức đây nó, còn giờ trong khoảng 10 từ bình 120 đến 160 trong khoảng này nó, anh em muốn sạc tốc độ cao thì anh em dặn là mát cái mức luôn ha, là hết mức luôn đó, hoặc là để trung bình hoặc là mức thấp đó. Còn anh em sạc giờ trong khoảng bình 200 ampe trở lên nè, ký hiệu này đầy đủ ha, là anh em dặn hết maximum cũng được. Đó, đây muốn sạc trung bình thì đây, muốn nhanh chậm tùy ý của mình ha. Đó. Đơn giản dễ sử dụng. Thì kẹp đỏ là cộng nè, kẹp vô bình. Kẹp đen là trừ. Đây ha. Sạc đầy sẽ báo xanh, lúc đang sạc báo đỏ. Và đồng thời thì cái lúc sạc đầy cái kim này trở về chú không, lúc đang sạc thì nó nhảy lên. Đây, thì thực tế cho anh em mình luôn đây ha. Test bằng cái bình luôn đây. Đó, giờ mình cắm đèn nguồn vào rồi ha, nó báo đèn xanh nè, nhưng mà không báo đỏ ha, tại vì mình chưa kẹp bình, chỉ chưa kẹp vô sạc, giờ kẹp vô nè, đây, nó sạc là nó báo đỏ ha, nó bình tùy vào cái dùng bình mình chỉnh nè, tại hiện tại bình em xài 120 ampe đây, thì trong khoảng này anh em có thể chỉnh này, nó, muốn sạc nhanh thì sạc chơi mát luôn, nó có móc quy định cho mình nè, nó sạc theo nhà tiêu chuẩn là mát móc này. Đó, nói chung anh em sạc theo nhà tiêu chuẩn thì nó bình hơn. Nhưng mà sạc đầy nó tự ngắt nha anh em. Sạc đầy tắt đèn đỏ ha, đèn xanh cháy lên và cái đèn xanh có chữ ok ha, sạc đầy đèn xanh chỉnh cháy lên và kim trở về chỗ không. Rồi, máy này đơn giản dễ sử dụng ha. Nó đầy đủ tính năng bảo vệ cho anh em mình hết nha. Rồi tiếp theo xin test máy 6 đi ha. Máy này anh đã sử dụng rồi thì không cần giới thiệu nữa cho anh nữa ha, thì đây chỉ test thôi đó, cho anh em cái thủ khác được tham khảo luôn nè. Đây điện ra hai cọc đó ha, đen tay nghịch, cọc đỏ tay thuận, tần số chỉnh mạnh yếu đây ha, bật qua đây đánh lì, bật qua lật cho lại đánh băm. Thì máy trước của anh là hộp màu đen ha, tại anh muốn con máy này cho nó phân biệt với máy kia là khác nào, anh là làm cho anh hộp màu trắng nha. Rồi, test sẽ được cho anh em mình tham khảo đây.
Thì con máy này là máy chiên bộ binh ha. Đánh cá tổng hợp, không chén cá, bao đánh cá nó đẹp cho anh em mình luôn. Bao đu phi luôn nha anh em. Phải nhỏ thì mình không ăn đu phi luôn ha, nhỏ lên luôn. Nhưng mà nó có vỏ ha, ăn đu phi bình thường. Dòng máy này bán thị trường khá nhiều rồi, anh em sử dụng qua thì độ hài lòng mà tương đối tuyệt đối luôn á ha. Thì anh Lùng, anh Tùng á, Tùng ở Bạc Liêu nè, ảnh thông tin cho mình là anh đánh hiệu quả khá nhiều và nói chung thu hoạch cũng có lý lắm anh em. Tại vì nói chung ngày cũng đi cũng vài trăm ngàn hoặc 1 triệu hơn đó, tại dùng ảnh cá nhiều lắm. Rồi chuyển qua đánh lì nha. Ở đây mình tắt 1000W thôi nha anh em. Tại vì máy nước ngọt cho tải 1000W là tải đánh áp cao nha. Đây. Đó, tăng giảm bằng số ha, tăng này mình hiện tại là maximum nha. Giảm nè. Tăng nè. Nha. Rồi, chuyển qua đánh bơm xung trộn xung nha anh em ha. Đó. Cho đem đánh ngoài trống là kia đó, đánh còn đem luôn đánh trong bịch trong lùm thì chuyển qua đánh lì nó hay hơn anh em. Thì nó cá nó sẽ nổ ha, nổ mang á, kiểu nổ mang anh em kêu là nổ mang rồi đó. Còn đánh một trống thì mà chuyển qua đến trộn sung cá sẽ nổi cho anh em mình, nó rút tận gần cái vợt á, rồi mình lật ngang mình vớt ha. Rồi ok ha, thì máy này anh đã sử dụng qua rồi thì chỉ test sơ lược cho anh em mình tham khảo ha. Thì dây gặp nguồn là đỏ là cộng ha, dây màu vàng kẹp đen là trừ. Nó chung là kẹp này nó chắc chắn lắm anh em, nó cứng lắm ha. Còn anh em muốn bền bỉ hơn thì anh em tha mã bò vào cái hàm răng của nó nè, đó với những cái dòng kẹp nào cũng vậy, anh em tha mã bò vô dưới chỗ cái lò xo này để cho nó bảo vệ, nó bền bỉ ha. Còn anh em là không kỹ thì nó mau hơn lắm, mà kẹp bình ắc quy, đặc biệt kẹp cho bình ắc quy nó mau, axit mau kẹp lắm. Anh em mình xài đúng cách thì nó bền bỉ ha. Đây có lưới chắn rác bảo vệ đầy đủ ha, và có chế độ auto và có đầy đủ tính năng bảo vệ như là chống kẹp ngược, chống chọc vợt, chống quá tải quá dòng và chống giật cò bóp luôn ha. Rồi tiếp theo trên cái một sản phẩm nữa trong bộ combo của anh, 3 món ha. Thì mặt trước máy đây nè, giống như những con máy trước đã là từng làm cho những anh em cái thủ trước thôi ha. Đây hai cọc cùng màu, cò bóp khác màu là vợt mát. Đây tần số chỉnh mạnh yếu theo hướng khi đồng hồ là mạnh dần và ngược lại, nó anh em về để mức 2, mức 3 đánh được rồi ha. Còn nó thấy yếu nó tăng lên, còn trong trường hợp mình đánh thấy nó mạnh nó vừa và mạnh quá thì giảm lại, còn trường hợp vừa thì để đánh ha. Còn công tắc này nè, ghi là tắc mở trộn xung cho anh em mình, vừa là công tắc đánh lì, muốn đánh lì thì mình tắt ha, mình vặn về hết là tiếng nghe tiếng tắt là tắt, còn mở lên là đánh trộn xung thì nhanh chậm tỷ của anh em mình. Còn ở đây cũng là có cái dấu vạch chuẩn nè, anh em có thể áp dụng và sử dụng ha. Còn phía dưới này hỗ trợ thêm cho anh em mình nào cái mức cấp áp là cho anh em chuyển qua 110 với 220 ha. Cho anh em đánh trường hợp nước cạn, nước sâu và nước phèn tạp chất hoặc là nước sạch anh em có thể chuyển qua 220 ha. Còn phèn tạp chất thì nó đánh 110 và cho nó trường hợp cái nó không bị gục quá chứ lại nó không bị nóng máy của anh em mình ha. Đây còn đây là cái nội thất bên trong máy ha, mà anh em tham khảo ha, chi tiết cho anh em mình luôn. Còn mặt dưới thì những cái dưới em đã từng quay rồi ha, chung là làm rất tỉ mỉ ha. Đây thì tụ lục đầu vào là 3 tụ ha, 3 tụ loại tốt, biến áp E55 nằm ha, loại vuông loại tốt luôn ha. Rồi biến áp đủ ha, nó dàn công suất đây là nhôm 2 tầng là phép loại tốt, phép 290 là 08, chung bên em là không làm lên kỳ nội thường nha. Thì bên em bán máy là bán giá trị máy, bán chất lượng máy, không bán đếm con tính tiền ha. Nên em là có làm khảo thì em nên nắm giùm em ha, chứ không bán kiểu cạnh tranh giá đâu nè, không bao giờ ha. Anh em chung là thị trường thì bán đầy dễ nha nè ha, nhưng mà em bán là cái chỉ tiêu đưa ra là chất lượng, hiệu quả, an toàn cho anh em mình và đồ thu nhập cao cho anh em ha, chứ không có bán mà kiểu cạnh tranh tiêu cực, giảm giá thành để thu hút khách là không có ha. Là bên em chỉ bán chất lượng giá trị thôi, bởi em luôn tìm tòi và
những linh kiện tốt nhất để lắp vào máy, để cho con máy nó càng hoàn thiện hơn để phục vụ cho anh em mình. Còn như giá cả em không có tăng nha. Chứ không phải là mình đi kiếm linh kiện lâu rẻ lắp cho có vô đặng bán lấy tiền nha nè. Lấy tiền là thôi hết trách nhiệm nữa, đó không đúng nha. Đó không phải là phong cách làm việc của anh em ha. Mình làm việc có trách nhiệm đàng hoàng nha nè. Nói chung bảo hành uy tín chất lượng, chứ không phải là bảo hành miệng ha. Chung bảo hành miệng thì nó bao nhiêu cũng được, còn anh em là bảo hành uy tín chất lượng. Còn đằng sau máy đây cho anh em mình tham khảo luôn, thì dây kẹp nguồn đây có ghi cho anh em mình hệ bình 12V luôn đây ha. Đây số 12 cho anh em ha, 12V. Thì đây là trừ, đây là cộng và tản nhiệt, đây hai cái có lưới bảo vệ luôn ha. Thì mình bây giờ mình máy bên em á, thì trước khi anh em sử dụng á, nói chung là từ máy lớn đến máy nhỏ luôn ha, thì anh em khởi động máy trước bằng cách bóp cò dưới giùm em nè, một cái bằng hai cái cũng được anh em, để cho điện nó nạp vào tụ lục nguồn tụ bơm ha, đầy đủ. Lúc đó mình sử dụng máy nó bền bỉ, hiệu quả mát máy mình đó nha. Đó là mẹo hay lắm anh em có thể áp dụng nha. Rồi tần số đang để mức thấp nhất, đang chế độ đánh lì. Rồi tăng tần số lên đây nha. Đó là maximum nha em, mà bao em cái đồ phi hay một góc nhạc nha. Trong này đánh khá là nhẹ bình, cho có đâu là phản hồi những anh em kết thủ sử dụng máy bên em, những anh em kết thủ trước nha. Nhẹ bình mà hiệu quả nó cao nha em, tại vì trong này chạy DP3 cách ly, chạy SCR nó tiếp nên hiệu suất nó vượt trội hơn cái dòng DP3 bình thường, đây là DP3 điện thoại đó ha. Đánh sâu động nè, cá là nó không có trường hợp mà nó nổi chậm ha, nó nổi nhanh nhưng mà nó lâu tỉnh. Rồi giờ mình đến chuyển sang trộn xung ha. Là mình bật nút màu vàng lên đây, là mất chậm nha, trộn xung nhanh nè nha, tăng giảm bằng số nha. Đó đây chậm nè, nhanh lên nè nha. Rồi đang mất chuẩn nè. Rồi thì tất cả các tính năng đều hoạt động bình thường nha, và sẵn sàng đóng gói trả hàng cho anh em mình. Rồi thì tiếp theo trên test hai đơn hàng của hai anh em kết thủ còn lại nha trong video. Đơn hàng con máy của anh Tý khách hàng ở Hậu Giang ha, là con máy 12 phép lớn 6 chế độ ha, vừa có chế độ chích và vừa có chế độ thả luôn ha, là chạy bằng chip 6 chế độ, có chế độ nhớ luôn nha nè. Thì cấu hình máy đây, nội thất bên trong máy thì làm nắp trong cho anh em mình thấy linh kiện, và với lại là có đồng hồ ha, cho anh em mình thấy đồng hồ tần số hiển thị trên đây, cho anh em mình tham khảo tần số như thế nào cho đánh hiệu quả cá nó cao, cho anh em nhìn thấy dễ ha. Nên em làm cái này đặc biệt làm nắp trong cho anh ha. Còn đây là mặt trước máy này, thì cũng như những máy trước thôi, hai cọc cùng màu là cọc bóp, hai cọc các màu là vợt mát đây ha. Còn cấu hình mặt trước cho anh em mình cân chỉnh cấp áp 110-220, thì trong trường hợp nước cạn nè, nước phèn thập chất nhiều chuyển vào 110 đánh ha. Còn trong trường hợp là nước sâu, nước sạch chuyển qua 220 nha. Còn đây là cái tần số, là anh ghi chữ tần số trên đây. Nút màu đỏ chỉnh tần số mạnh yếu. Theo kim đồng hồ là mạnh dần và ngược lại là yếu ha. Còn cái nút màu xanh này là chuyển cho anh em mình chuyển chế độ ha. Anh ghi chữ chế độ nè. Nó vừa là chuyển chế độ vừa đánh trộn xung nhanh chậm luôn ha. Đây. Thì cái chế độ chỉnh như thế nào sẽ test cho anh em mình tham khảo ha.
và có chi sẽ có làm cái video chia sẻ kỹ thuật đánh riêng cho anh em kích thủ sử dụng máy thả lạnh bên em ha. Tại vì dòng này có dòng thả lạnh đó, nên em làm sẽ làm video riêng cho con chỉnh chi tiết hơn cho anh em mình biết cách cân chỉnh và đánh như thế nào cho nó hiệu quả ha, và cách hướng dẫn cho anh em bố trí cáp đặt sau máy này nè, dây kẹp đôi dây 6 chấm ha, kẹp đen là trừ, đỏ là cộng nha. Nó có quạt cảm nhiệt đầy đủ, hệ máy hệ 12V có ghi rõ ràng rồi, cũng không làm mất thời gian của anh em mình, xin test máy. Thì máy này chạy bằng chip 6 chế độ ha, nó có chế độ nhớ luôn nha nè. Đó, thì em kẹp nguồn vào thì có đồng hồ tần số nó báo lên đây nè. Đó, thì mình muốn cân chỉnh chế độ như con máy này, nó là mình phải giữ cò bóp ha, cò bóp mình cố định là nó sẽ tắt mở công tắc là nó chuyển. Thì lúc màu xanh đó anh em, thì mình giữ cò bóp như vậy, giữ cò bóp ha, rồi mình tắt mở là tự động nó chuyển vào một chế độ. Thì nó có 6 chế độ nó luân phiên với nhau, nó xoay vòng thì 1 2 3 4 5 6, thì bắt đầu lại số 1 lại ha. Thì số 1 là đánh lì đó anh em, mình quy định mặc định cho nó số 1 là cho đánh lì cho mình dễ nắm ha. Để em chuyển sang chế độ đánh lì đi cho em test ha. Rồi, đây là chế độ đánh lì nè. Tần số mức thấp nhất nha. Rồi tăng tần số lên đây. Giảm nha. Tăng nè. Rồi dòng này là chuyên đánh cá tổng hợp ha, là bao anh em đánh luôn phi luôn nha, không nhớ cá. Giờ là cá nó đẹp nổi đẹp cho anh em mình luôn. Rồi đang nghe tiếng máy này biết gắt hay không rồi anh em ha. Giảm nè. Rồi để được rồi. Dạo giờ anh em mà chị hướng dẫn cho anh em mình tham khảo và mình cách chuyển chế độ luôn đây ha, thì mình giữ cò bóp. Giờ đang đợi chế độ số 1 ha, mình giữ cò bóp nè. Mình tắt mở con tắt này là chuyển lên chế độ thứ hai nè. Đây, chuyển chế độ thứ hai, đánh trọng tung. Đó. Cho nên mình chích một vợt ha. Thì ba chế độ đầu tiên cho nên mình chích một vợt nha. À, một, nếu anh em mình kinh nghiệm cao thì có thể áp dụng vào thả cá cũng được nha anh em. Đây, chuyển qua chế độ số 3 cũng là chích một vợt, nhưng mà tùy vào cái thực của anh em có thể mà cho thả cá. Rồi giờ mình bật qua chế độ chiên thả cá nha. Chế độ số 4 nè. Đây, trọng tung đa bạc kiểu dạng ngư võng ha. Chuyển sang chế độ thứ 5, đây cũng là chế độ thả cáp, thả lạnh, cá tổng hợp nha. Rồi tắt mở chuyển sang chế độ thứ 6 nha. Đây, chế độ số 6 nha. Đó, này có chế độ nhớ luôn nha anh em. Thì sau khi anh em sử dụng, không sử dụng nữa, là lần sau sử dụng nữa lại thì nó vẫn nhớ chế độ cho anh em mình ha. Nói này rất là hay. Rồi, chuyển sang chế độ đánh lì lại nha. Đây, em là số. Rồi, test sẽ được cho anh em mình tham khảo ha. Còn anh em mà cần chi tiết hơn là cũng như giá cả hay cần liên lạc trực tiếp với em hỗ trợ cho anh em mình cũng như là cung cấp thông tin ha. Rồi, tiếp theo xin test con máy cuối cùng trong video này cũng con máy kích cá điện tử 16 feet lớn DV3 cách ly, công nghệ mới nhất 2023 bên em ha. Dòng này là chuyên thiền đánh cá tổng hợp, hay dùng nước ngọt, ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất nha nè, thì nó không kén cá ha. Là của anh Vũ ha, khách hàng ở Quỳnh Long. Thì cũng như những con máy trước thôi, họ thắt bên trong máy đây anh em ha, thì mà anh em tham khảo ha. Thì có hai quạt tản nhiệt đầu vào ha, có hai mặt tản nhiệt nè, tụ lực nguồn ha, tụ đầu ra, tụ bơm đầy đủ ha. Thì làm những chuyện nó tốt, không làm nó thường. Rồi giờ xin phép đóng nắp lại và tiến hành test máy nha. Dòng này thì cải tiến từ dòng D3B3 bình thoại nha nè, thì cũng như con máy của anh Tùng vậy đó, thì nó chạy 16 feet, còn của anh Tùng là 12 thôi. Đó, này cũng tính năng
tính năng và cách sử dụng như nhau ha. Đây thì cũng như giống như con máy của anh Tùng vừa test qua đó, anh em có tham khảo thì thấy được rồi ha. Đó, y như nhau, hai cọc cò bóp nè, hai cọc khác màu nè, vợt mát, tần số chỉnh mạnh yếu, tắt mở trộn xung và có bạch chuẩn đây ha. Đó, còn 110, 220 nè, nó bật bọc lại nha. Về nước sâu thì bật 220 và nước sạch ha. Còn ví dụ mà nước cạn, trường hợp nước tạp chất là kia nè, anh em chuyển qua 110 mình xài ha. Đó, tần số chỉnh mạnh yếu. Về anh em cứ để mức 2, mức 3 đánh được rồi. Tại vì máy này nó đánh nó hiệu quả nó cao và đánh sâu rộng, công suất nó lớn lắm anh em ha. Mình để mức thấp vừa mình đánh ha, chứ không cần để cao đâu. Cao quá thì cái trường hợp cánh, trường hợp anh em cái nguồn nước mình nó bị dễ cá bị chìm đó ha. Hiện tại thì một số anh em có thủ sử dụng thường 2, 3 đánh ok nè. Còn anh em muốn đánh cái đô phi hả, tăng lên ha. Rồi đằng sau đây cũng như những máy trước thôi nè, thiết kế rồi tỉ mỉ cho anh em mình, ký hiệu đầy đủ ha. Cộng trừ 12V, hai cái bạc đáng nhiệt. Rồi thì giờ test máy ha, cho anh em mình nắm nha. Còn anh em mình chưa biết thả cáp như thế nào thì khi nhận máy thì sẽ cứ alo cho em thì hỗ trợ cho anh em mình cái kỹ thuật làm dây mát cũng như là bộ cáp ha, cáp thả lạnh rồi đó. Còn nếu anh em mà cần thì cứ alo cho em thì sẽ làm cho anh em nha, với là bộ cáp hoặc là dây mát. Cái đó thì có không có tặng được nha anh em, tính riêng ha. Nhưng tính riêng thì chung là tính chỉ tính tiền đồ thôi anh em, chứ không có tính công cán gì đâu. Rồi, tần số đang để mức thấp nhất nha. Chế độ đánh là mình ở chế độ đánh lì nha anh em. Đây, tăng giảm tần số nha. Nó là maximum ha. Chỉ qua 110 nè. Bình thường anh em đánh 110 được rồi. Nhưng chúng mình về mình đánh từ thấp tới cao trước đi, nó sẽ hay hơn. Anh em đánh từ cao tới thấp ha. Rồi chuyển sang đánh trộn xung nha anh em. Đây, tăng giảm nhanh chậm ha. Đó, đây có chỉnh sẵn cho anh em mình, có thể mình áp dụng. Và muốn trải nghiệm thêm thì anh em có thể tự căn chỉnh thêm ha. Thì giảm bằng số. Rồi, quá đơn giản. Muốn đánh lì cứ vặn hết cái lùm trở về. Còn muốn đánh trộn xung mình vặn lên thì theo cái dấu vạch chuẩn mình xài thôi. Còn chung anh em mới thì mình cứ áp dụng một chuẩn đi. Còn còn phần trải nghiệm thì khi nào mình nói mình thuần phục được con máy, mình dần nhuyễn rồi đó, lúc đó mình có thể mình trải nghiệm thêm ha. Chung máy rất nhiều cái kỹ thuật đánh thì mình sử dụng máy chung anh em cũng biết rồi, thì anh em thích thủ với nhau là hơn nhau là ở chỗ cái kinh nghiệm ha. Rồi thì mình tên tổng đơn hàng của những cái tiếp theo đây nha. Rồi thì ship phía sau này nha. Rồi thì tất cả các tính năng của con máy của các anh em và những sản phẩm đi kèm thì em đã đều test qua hết rồi, tất cả đều hoạt động bình thường ha. Và em xin sẵn sàng và đóng gói trả hàng cho anh em mình ha. Thì em cũng xin tạm dừng video, cũng xin kết thúc video luôn ha. Kết thúc video tại đây. Và trước khi kết thúc video thì em cũng có lời gửi chúc sức khỏe, thì đặc biệt là chủ nhân của những sản phẩm này ha, chúc tất cả gia đình của anh em chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài ha, và vụ mùa bội thu nha anh em. Và những đơn hàng tiếp theo của anh em có thủ tiếp theo em khi nào hoàn thiện sẽ có làm video trả hàng cho anh em mình ha. Thì trong video có vài dòng
chung là tại vì nhiều đơn hàng thì nói chung là cũng thời lượng video cũng hơi dài, thì cũng mong anh em thông cảm ha. Còn những anh em nào trong video có gì sai sót hoặc sơ xuất cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm em ha. Rồi thì cũng xin chào tạm biệt anh em, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video, những con máy tiếp theo bên em nha. Anh em nào có yêu quý đừng quên bấm đăng ký, chia sẻ kênh, ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao như thế này để phục vụ đến tay anh em kết thủ mình nha.